xin mến chào tất cả anh em. Ngày hôm nay em có lên một bộ dàn máy karaoke rất là cao cấp. Tất cả những cái sản phẩm này đều là thương hiệu của LX Acoustic. Thì ở đây em đang có một bộ mic BS800, một con văng số L9, quản lý nguồn PS8 và một củ đẩy H500 đều là thương hiệu của LX Acoustic. Tổng bộ dàn máy gồm 4 thiết bị này thì bên em đang bán với giá là 14 triệu. Anh em nào mà đang có loa rồi, chúng ta muốn sở hữu một bộ dàn máy karaoke cao cấp như thế này thì anh em liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại bên dưới. Ok, thì đầu tiên em sẽ giới thiệu với anh em chi tiết từng sản phẩm một. Với những bộ dàn karaoke thì bây giờ không thể thiếu được cái bộ mic, đúng không ạ? Mic không dây. Ở đây thì em đang kết nối với một bộ mic không dây PS800, một sản phẩm mic thương hiệu LX Acoustic. Bộ mic này thì sóng của nó rất là khỏe, xa và bắt rất ổn định, từ 70 cho đến 100m. Với dòng mic này anh em có thể chơi sự kiện được. Và cái chất mic của nó ra nó rất là ấm, rất là dày tiếng em nhá. Những cái giải chúng ta hát lên cao không bao giờ sợ bị xé tiếng. Và đây là cái dòng mic BS800 thương hiệu của LX Acoustic. Giá bộ mic này thì bên em đang bán với giá là 3.600.000 đồng. Âm lượng to nhỏ chúng ta chỉnh ngay ở trên cái đầu thu mic này, đúng không ạ? Và anh em có thể dò tần số tự động, dò tần số bằng tay được. Với bộ mic BS800 thì chúng ta có rất là nhiều các chức năng để sử dụng, như cảm biến gia tốc, chế độ tự ngắt, chế độ dò sóng sạch và có cả chế độ tiết kiệm pin cho anh em. Ok chưa? Tiếp đến, ở đây em kết nối với một con vang số L9. Đây là cái dòng vang số rất là hay. Con này tiếng echo rất là mềm, tiếng reverb thì rất là sạch và có cả vào đất tút cho anh em. Anh em mà đã hiểu thông số thì chúng ta chỉnh con này rất dễ em nhá. Chúng ta chỉ cần nhấn milu này thôi. Anh em có thể chỉnh phần main, chỉnh center, chỉnh sub, surround và music, mic, echo, reverb. Ok chưa? Với con vang L9 này thì bên em setup cho anh em lên tới 7 chế độ karaoke. 7 chế độ karaoke. Trong đó thì có 2 chế độ là nghe nhạc, 1 chế độ nghe nhạc vàng và 1 chế độ nghe nhạc remix. Thì bây giờ em sẽ alo thử cái tiếng mic để cho anh em cùng nghe. Và con này thì chúng ta có thể sử dụng khiển em nhé. Con này nó có khiển, có một cái remote này. Giảm nhạc đi này, đúng không? Tăng nhạc lên này. Giảm đi này, rất là hay. Kể cả quay mode ở trên cái khiển này cũng vậy. Thì bây giờ em sẽ alo thử cái tiếng mic để cho anh em nghe. Cái chất âm của bộ mic này nó rất là dày. Tiếng mic rất là dày. 6, 7, 8, 9 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Đây là cái mode lịnh giọng, đúng không ạ? Cái mode này là cái mode lịnh giọng em nhé. Gần như ai có thể hát được. Tiếp đến thì em sẽ gọi sang cái mode 2. Mode 2 thì sẽ là cái mode reverb. Cái mode này dành để phát biểu này, hoặc là anh em mở hát hay như ca sĩ chúng ta sử dụng cái mode này rất là tuyệt vời. 6, 7, 8, 9 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Ok chưa? Tiếp đến mode 3. Mode 3 sẽ là mode echo nhanh. Với cái mode echo nhanh này thì dành cho những bài nhạc remix anh em nhé. 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 5, 6, 7. Mode 4 thì là echo chậm. Với cái mode 4 này thì dành cho những bài như bài nhạc vàng là rất là phù hợp. Ok chưa? 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 5, 6, 7. Thì con vang này thì bên em đang bán với giá là 4.500.000 đồng. 4.500.000 đồng. Và tất cả anh em mua lẻ thì đều bao ship hết anh em nhé. Đều bao ship, tặng dây rắc đầy đủ cho anh em. Và ở đây thì em đang sử dụng một con quản lý nguồn rất là cao cấp của bên em, đó là con PS8. Tất cả thì như mic, vang, đẩy, anh em cắm hết đằng sau con quản lý nguồn này. Mặt đằng sau nó có tới 8 cổng cắm này em nhé, 8 cổng cắm, và mặt trước có một cổng cắm là 9 cổng cắm. Có automat, có lọc nguồn đầy đủ cho anh em. Hàng mới chính hãng, bóc hộp, bảo hành 12 tháng. Mỗi tháng đầu tiên nhà sản xuất anh em sẽ đổi mới ngay trong vòng 30 ngày. Ok chưa? Ở đây thì nó báo điện áp vô nhà ta, nhưng ở đây đang là 236, 237V đúng không ạ?
và tương ứng với nó ở dưới đây nó có từ cổng 1 cho đến cổng 8. Anh em chỉ cần tắt mở một nút này thôi. Ok chưa? Đó, chỉ cần tắt mở một nút thôi là ok. À, tắt mở một nút này thôi. Đó. Là chúng ta chỉ cần tắt một nút này nó tất cả nó sẽ tự tắt hết này. Đó, tắt lần lượt anh em nhé. Đó, rất là hay. Ok chưa? Thì con này thì bên em đang bán với giá là 1.900.000 đồng anh em nhé. Đó, tắt hết luôn đúng không ạ? Tắt mic này, vang đẩy này, bật lên này. Đó, bật lên thì sẽ bật từ mic đúng không ạ? Tiếp đến vang. Đó, tiếp đến đẩy. Ok chưa? Và cuối cùng là một cục đẩy H500. Cục đẩy H500 này của bên em thì hiện tại đang bán với giá là 4 triệu đồng, chưa gồm ví ship. Con này công suất chuẩn cho ra là 500W một kênh ở 8 ohm. Cục đẩy về anh em chơi một cặp loa full bass 30 đánh thoải mái luôn em nhé. Hoặc là chúng ta chơi hai cặp loa bass 25. Đó, giá đang rất hấp dẫn cho anh em và cũng là thương hiệu LX Acoustic. Thì ở đây như em có thể thấy mic cũng là của LX, vang số cũng LX đúng không ạ? Ok chưa? Và quản lý nguồn cũng LX. Cuối cùng thì cục đẩy cũng là của hãng LX Acoustic. Thì anh em nào mà muốn mua một bộ dàn karaoke đồng bộ của LX Acoustic thì anh em liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại bên dưới. Hàng rất là chất lượng anh em nhé. Tất cả chúng ta chỉnh to nhỏ ở trên cái khiển này hết. Đó, tăng âm đỡ lên này. Đó, rất là thuận tiện đúng không ạ? Ok chưa? Chỉ trong cái tầm giá là 14 triệu đồng. Đó, 14 triệu đồng thì anh em có ngay được cái bộ dàn máy karaoke rất là cao cấp này. Thì anh em có nhu cầu anh em liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.